Xin chào và mấy anh mấy chị và mấy cô mấy bác và bạn bè mình một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Thì hôm nay thì Nguyễn Tuấn cũng quay về cái câu chuyện về cái tỉnh thất bồng lai. Thì Nguyễn Tuấn thì cũng đôi lời và chia sẻ cho những mấy bạn. Thì hôm qua thì Nguyễn Tuấn thì cũng đã và nó có coi về một video của một anh thì cũng đang đưa lên trang YouTube. Thì cũng nói về câu chuyện về cái tỉnh thất bồng lai về thầy ông nội đó. Thì một chút nữa thì Nguyễn Tuấn thì cũng mà cho mấy anh mấy chị xem về phần video đó. Thì mấy bạn thì cũng và cho phần nhận xét coi câu chuyện này nó có đúng hay sai hay như thế nào. Bây giờ Nguyễn Tuấn thì cũng mà nó chia sẻ cho mấy anh chị xem. Thì những ngày qua thì trên cộng đồng mạng mạng mà Facebook, mạng YouTube và mạng những trang mạng khác thì đang đang mà lan truyền và thông tin mà nó sai sự thật về câu chuyện về cái tỉnh thất bồng lai. Và có người đưa đẩy tỉnh thất bồng lai này đi chiều hướng là nó đi quá xa, đi quá sai lầm để cho mà những người khác và gây sự mà hiểu lầm cho mà tỉnh thất bồng lai và gây sự và hiểu lầm cho những các chư thầy trong chổng trong tỉnh thất bồng lai và gây sự hiểu lầm cho mà năm chú tiểu đó. Nói chung đại vì rất là nhiều, tại vì họ muốn là đứng lên là nó chà đạp cái mà tỉnh thất bồng lai mà như vậy vậy như đó. Thì họ làm như vậy là đi quá xa. Bây giờ thì có người nói thì tỉnh thất bồng lai thì năm chú tiểu đó thì con của mà mấy người ông chổng đó, thì cũng có, nhưng mà qua được mà sự mà nó tìm hiểu á thì năm chú tiểu ông chổng thì là một con cha một con mẹ và được các chư thầy nuôi và cho ăn cho học từ nhỏ đến lớn thì cũng rất là đàng hoàng và những các thầy dạy ông chổng rất là điều tốt và điều hay là phải. Tại vì mà mấy mà hôm trước thì Nguyễn Tuấn thì cũng đã là nó có nói rồi đúng không mấy anh mấy chị, Nguyễn Tuấn thì cũng đã nói rồi. Hiện bây giờ cái video này thì Nguyễn Tuấn thì cũng mà lặp lại nữa thì những câu nói như vậy đó. Thì gần đây thì cũng có mà rất là nhiều người và cũng các mà số mà người thì ganh ghét về câu chuyện về cái tỉnh thất bồng lai, có người ganh ghét về câu chuyện các chị hẹn ông chồng đó. Y ghen là có người là nó muốn là nó không cho tỉnh thất bồng lai này lên kia đồ nữa gì đó. Nguyễn Tuấn thấy rằng những mà bạn bè những mấy anh chị mấy cô mấy bác những người hiện bây giờ là đi một chiều hướng nó là nó quá xa đó. Đi một chiều hướng là quá xa cho mình, làm như vậy là nó không có đúng đó. Tại vì mấy anh mấy chị thì Nguyễn Tuấn cũng nói rằng xem một video nào đó cho đúng sự thật, xem một trang báo nào đó cho đúng sự thật và nghe những và lời kể và nhân chứng của ai đó qua những hình ảnh hay là một góc nhìn từ đâu đó cho đúng thiệt cho đúng sự thật. Nhưng mà đừng có xem một video nào đó. Bây giờ là tôi đang xem một video này, hiện bây giờ đang nói về tỉnh thất bồng lai là họ làm như vậy là họ không có đúng. Cái đạo người bên này cũng bắt chước theo, nghe lại ở bên kia cái đạo cũng đứng lên rồi cũng chửi người ta kia đồ, cũng nói xấu người ta kia đồ đó. Thì á là tất nhiên là đi con đường nào nó quá sai trái cho mình, đi theo quá xe đổ. Ê ghen là có mà cái kẻ xấu mà đang mà lợi dụng và nó đang mà dẫn dắt cho mình như vậy đó. Thì mong rằng mấy mấy anh mấy chị thì hiểu và xem kỹ cho đâu đâu ra đó đàng hoàng, cho nó cái chính xác đàng hoàng đó. Thì Nguyễn Tuấn cũng nói rằng mấy anh mấy chị cũng có lòng vị tha đúng không,
cũng có lòng thương đúng không? Mấy anh mấy chị đi chùa niệm Phật tu tâm dưỡng tánh ai cũng nguyện đúng không? Nhưng mà tại vì sao mà có một cái số chuyện như vậy thì tại sao mà mấy anh chị mà ganh ghét họ làm gì? Mình phải có lòng vị tha, đi chùa niệm Phật đúng không? Thì mình phải có mở lòng, có mà cái từ bi ra mới được chứ. Nhưng mà mấy anh mấy chị và đi chùa nhưng mà trong lòng á, tại vì là chứa, nói chung là gì là cũng là nguy hiểm lắm đó. Đi chùa cũng chứa là đầy nguy hiểm lắm. Đi chùa nhưng mà nghe lời theo chuyện nào của người ta rồi mấy anh mấy chị rồi tin theo, nhưng mà làm những chuyện mà nó sai trái cho mình nữa, thì mấy anh mấy chị trong tâm mình thì mấy mấy anh mấy chị xem và nó đúng hay sai, nó mà có cắn rứt vào lương tâm hay không, hay là mấy anh chị đang mà làm những chuyện đó nó không có đúng cho mình lắm luôn á. Thì mấy anh mấy chị thì cũng ngưng lại thì cho nó chính xác đàng hoàng, đừng đi theo và quá xe đổ nào đó. Thì qua câu chuyện này thì Nguyễn Tấn thì cũng muốn chia sẻ cho mấy mấy anh mấy chị rằng đừng quỳ mà một cái tôi nào đó đi quá xa và gây sự và hiểu lầm cho họ, và mình hãy tìm những và nguyên nhân và video nào đó và thông tin và thật sự xem và coi chính xác, xong rồi mình mới có câu trả lời, xong rồi mình đứng lên mình mới nói được đó. Nhưng mà mấy anh chị không có thông tin đó, thì đứng lên đưa lên thì mấy mấy anh chị là hoàn toàn là nó sai sự thật hết, là mấy anh chị là vu khống người ta đó, tất nhiên là mấy anh chị là vu khống mà người ta rồi đó. Thì nói chung á, thì hôm qua thì cũng có một anh thì cũng đưa lên là giấy tờ ki đồ, đưa lên là bằng chứng là giấy tờ ki đồ trong mà cái tỉnh Thất Bồng Lai. Nói chung á, bây giờ thời buổi bây giờ là công nghệ thì nó 4.0 rồi, bây giờ mà Photoshop luôn cũng được, bây giờ mà ra ra ngoài đường hay là mình mà Photoshop hay mình cái copy hay là ở trên mà máy tính á, bây giờ mình lên máy tính phải không, bây giờ mình đánh chữ như vậy đó, cái đợt mình mà copy, cái đợt mình photo máy ra đó, rồi á đồ lấy con dấu đó, cái đợt mình nó đóng dấu vô thì cũng làm được bằng cái mà lá đơn mà nó kỳ đồ nữa. Nói chung á, bây giờ thời buổi giờ nó công nghệ hay lắm đó. Mấy anh chị đừng có xem những mà thông tin đó đúng cho hay nghe, còn ở đằng sau lưng còn rất là nhiều đó. Thì cũng chia sẻ cho mấy anh mấy chị cũng như vậy. Thì chúc mấy anh chị mình một buổi tối và tràn đầy hòa hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Thì mấy anh mấy chị xem cái video của em và nhận xét ha. Mấy bạn mấy anh chị thì mới đứng là xéo và bắt đầu quay video quay câu chuyện hôm qua. Xin chào và mấy anh mấy chị và bạn bè, một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân, luôn luôn mà mạnh mẽ. Thì hôm nay thì Nguyễn Tấn thì cũng chia sẻ và cho mấy anh chị về những câu chuyện và những ngày qua trên cộng đồng mạng đang xôn xao, về câu chuyện về năm chú tiểu về trong tỉnh Thất Bồng Lai và thầy ông nội. Thì hôm qua thì Nguyễn Tấn thì cũng đã có coi về một đoạn video, có một anh đang bây giờ cũng đang đưa lên và trên trang kênh YouTube của mình và cũng đang mà trò chuyện với mà một cô, qua lời kể của cô thì mấy anh mấy chị thì xem video này thì cho phần và nhận xét và coi có đúng và quầy cái sự thật mà nó hay không, thì Nguyễn Tấn thì sẽ quay quay cho mấy anh và mấy chị nghe. Trong những cái clip trước, xin có mời những người nhân chứng sống, những người đã từng trải qua trong những cái giai đoạn đó,
nói về những cái câu chuyện xoay quanh Tỉnh Thất Bồng Lai và Thánh Đức, thì có rất là nhiều cái ý kiến của những bạn cho rằng là xin mời người này người kia lên diễn rồi nó bậy nó bạ vu khống cho Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì đó cũng là một cái trở ngại rất là lớn, khiến cho những cái người nhân chứng, những người đã từng chứng kiến, họ rất là ngại xuất hiện hay là nói về những cái việc như thế này. Nhưng mà xin cố gắng thuyết phục cô, cũng giống như là được cái sự đồng ý của cô thì mới có một cái buổi gặp gỡ mà trao đổi ngày hôm nay. Thì chắc chắn là những cái câu chuyện trao đổi nó cũng xoay quanh về cái những gì mà cô Tuyết biết và những gì nó đã xảy ra. Đây là cô Lê Thị Tuyết. Cô Tuyết từng là người được mời về Thánh Đức giảng dạy và có một cái khoảng thời gian gần một năm. Sinh hoạt cùng với cả Thánh Đức ở đó, nên có rất là nhiều cái câu chuyện phía trong chỉ có cô và những cái người thời điểm đó mới biết thôi. Con chào cô. Chào em. Dạ. Xin nói luôn là hôm nay cô bị đau mắt, với lại cô đang bị bệnh, nên là để cô mang mắt kiến nha mọi người, chứ không phải là có cái ý gì đâu. Đây. Dạ. Rồi cứ em cứ hỏi. Dạ. Bây giờ lớn tuổi rồi, không có nhớ nhiều, bây giờ hỏi câu gì thì cô trả lời câu đó. Dạ. Thì năm 2006 là cô về Thánh Đức Bình Chánh đúng không? Đúng rồi. Cái cơ duyên nào để cô về đó? À lúc đó là hồi đó cô ở Sài Gòn. Thì ông Vân với là bà Võ Thị Cúc, hồi đó là cô cứ nghĩ là đệ tử thôi. Yeah. Thì giống như là đi tới chỗ cô chơi, thì trước đó cô cũng đi làm từ thiện thì họ cũng biết. Rồi tới chỗ cô chơi thì mời ông nói là ông có một cái dự án, là đưa ra một cái dự án dày vậy nè, mà cũng cả chục mẫu đất á. Là trong cái dự án đó là có nhiều cái mô hình lắm. Yeah. Về viện dưỡng lão, trại cô nhi, rồi mà nếu mà đầu tư là cả ngàn tỷ á, theo ông nói như vậy. Thì ông mới mời cô về làm, là ông kêu trước mắt á, là về cái trại Thánh Đức á, để mà làm công việc của cô là giống như là cái ban lễ tâm á, mỗi lần có những cái đoàn khách đến á, là mình đứng ra mình tiếp. Rồi thời gian còn lại là mình dạy cho mấy cái đứa cô nhi, sau này cô mới biết con ổng thôi, hai ba dòng con, cho hồi đó là cứ tưởng cô nhi thật. Con của cô á, là học rất là giỏi. Thì lúc đó là họ lấy những cái bằng khen á, với là cái thành tích của con cô là bằng quốc tế nè, bằng cấp thành phố nè. Ví dụ có dịp nào đó thì muốn hỏi thì cô sẽ đưa những cái bằng đó, cấp thành phố, cấp quốc tế, để mà những cái đoàn khách họ tới thăm á, là đều trưng ra. Trưng ra để người ta coi, ô ông này giỏi quá, nuôi trẻ cô nhi, bắt con cô là phải đội lốt cô nhi, để mà giống như là ông cứ kêu em một mặt là ông bơm mình lên, ông kêu là có cô Tuyết vô đây là con của cô là dạy cho cái tụi mà Huyền Trang Kỳ Duyên với như mấy đứa bây giờ. Không, Hoàng Nguyên Nhất Nguyên là không có dạy. Hoàng Nguyên Nhất Nguyên á, là hồi đó là học rất là tệ, học cấp 2. Tôi nói điều này, học ngu, học cấp 2 mà bị lưu ban, cái xấu hổ không có đi học. Bây giờ mình chỉ nói người thật việc thật, nếu mà mình nói cái điều mà không đúng á, là cái nghiệp mình vặn vào thân mình. Mà cái điều mình nói người ta còn xác minh nữa chứ. Ví dụ bây giờ mọi người có thể đến những cái trường cơ sở Phạm Văn Hai, với là cái trường bổ túc xã Phạm Văn Hai, là hồ sơ học bạ của các ông con của Tùng Văn học đó. Nhưng mà khi tụi nó đi học ở đó là ổng đều đóng mắt cô Nhi tới xin miễn phí học. Xin miễn phí học mà còn xin tài trợ về để nuôi cô Nhi nữa. Đó là một cái sự giả dối. Đó. Rồi là lúc đó là ổng bơm mẹ con cô lên, ổng kêu là sau này mà cái dự án nó hoàn thành á, là cô là làm thư ký ở đó. Cái cô mới nói là cô không có cái chuyên môn để làm thư ký. Cái ổng mới kêu thì chuẩn bị đi học. Thì cô nghĩ là nếu mình đi vào một cái công việc như vậy là mình phải đi học là chắc chắn rồi, để mà mình quản lý đó. Hồi đó ông nói với cô là như vậy. Xong rồi là cái công việc hồi đó ông kêu bây giờ tạm thời là những cái đoàn khách vô là mình giống như là cái ban mà lễ tân, mình ra mình tiếp khách. Tiếp khách, khách là khách những cái đoàn tới trong Thánh Đức để tài trợ, tài trợ tiền, đúng không? Để mà cho tiền. Với là đưa là cứ nói là Nhật Thanh là cô Nhi do cô này dạy mới được, là
cái dạng mà mẹ con thật nhưng mà lộng giả thành chân, là họ muốn cô là con Nhật Thanh là con của cô là xưa lúc ổng yêu cầu vậy sao cô không phản ứng? Hồi đó cũng phản ứng nhưng mà ổng cứ kêu thôi kệ dậy đi. Hồi đó cũng bất bình lắm đó, nhưng mà có tâm sự với chị Lan kêu ủa con mình mà sao giờ đồ lúc gọi cô Nhi tự nhiên mình thấy cũng có cái gì đó nó cũng đau khổ trong lòng. Yeah. Đó mà mình đủ điều kiện mình nuôi con mình chẳng qua ông là cô là suy nghĩ về chung cho những cái người ở trong đó mồ côi đúng rồi. Với là cô nghĩ thôi kệ nó, giống như con mình hy sinh để mà những cái đứa đó là nó được những cái nhà hảo tâm quan tâm tới hơn. Yeah. Là ông muốn á, là cái trung tâm của ông là đào tạo nhân tài có bằng quốc tế. Yeah. Có bằng cấp thành phố. Rồi ông muốn giới thiệu với mình là đây là cô giáo của thiền viện của ông á. Yeah. Là dạy ra được cái bậc nhân tài như vậy đây. Yeah. Rồi lúc đó là người này đồn người kia, ngay những cái cô, những cái người mà họ ở trước cô á, là họ nói từ ngày có cô với Nhật Thanh tới đây là nhiều đoàn tới đó. Yeah. Tại vì nó loan cái tin ra là yeah, trong này là đạo tạo được như vậy như kia đó. Vậy là ngày xưa lúc mà cô về đó là cô vai trò là cũng là trong cái tổ để tiếp những cái đoàn mạnh của cô, rồi, cái đơn vị mà tới để gặp gỡ đúng không? Yeah. Vì cô là bộ mặt mà cô có thể giao tiếp được, cô có thể nói được. Rồi. Còn lúc đó thì những cái bà như bà Cúc và bà Vân thì làm công việc gì? Làm công việc là bưng đồn cơm nước để tiếp khách. Có khoảng bao nhiêu người phụ nữ thời điểm đó ở trong đó? Thời điểm đó là có bà Võ Thị Cúc. Bà Võ Thị Cúc thì sau này cô mới biết là vợ, chứ hồi đó là ông nói đệ tử thôi. Yeah. Với bà Lê Thị Thu Vân. Yeah. Sau này là do trong cái quá trình đi tố cáo thì yeah, bên cô nhận được một cái bản danh sách của công an, là nói là bây giờ trong đó nói trẻ cô Nhi gì vậy, chứ thực ra con của hai bà này. Yeah. Hỏi cô với cô Lan là có biết là đứa nào không. Cái chị Lan thì chị quá rành rồi, chị chỉ luôn. Còn cô thì cô mới kêu trời ơi hèn chi quá trời. Là lúc đó trong cái danh sách mà từ công an mà cho tụi cô biết để mà nhận diện á. Yeah. Là bên bà Lê Thị Thu Vân là Hoàng Nguyên. Yeah. Hoàng Nguyên của con của bà là Lê Thu Vân là Hoàng Nguyên, với là Kỳ Duyên, với là con gì mà ca sĩ là Huyền Trâm. Còn Nhất Nguyên á là bốn đứa, nhiều đứa lắm, hình như 5-6 đứa gì lần á, chứ không phải là 4 đứa đâu. Còn Nhất Nguyên là cô nhớ quên quen, cô không nhớ có điều ở trong đó là có cái ký hiệu là tới gọi đó là thầy 15, thầy 16. Đúng. Bây giờ vậy nè, trời ơi, ông này là ông lộn tùng phèo. Bây giờ ông lấy cái số con của ông, 2-3 dòng con, ví dụ Lê Thanh Tú á là thuộc cái dòng mà cái thời mà ông lấy ông quan hệ bừa bãi ngoài luồng, rồi người ta hận, người ta đem nó giao lại cho ổng. Yeah. Sau này cô mới biết là qua cái lời kể của thầy Quảng Bình. Yeah. Bởi vì thầy Quảng Bình là người cùng quê mà giống như cùng lớn lên bên cạnh